Hôm nay thì Hoàng Gia Lai cũng rất là tâm lý khi sếp khi chỉ định việc trả lời phỏng vấn, vậy thì cái cảm giác khi đối đầu với đội bóng cũ như thế nào? Mình rất phấn khích, nghĩa là cái đội bóng này mình gần như cứu rỗi cái sự nghiệp mình biết ơn, nhưng mà cầu thủ chuyên nghiệp thì mình cũng muốn thể hiện cái độ chuyên nghiệp, nếu như mà được thi đấu là sẽ cố gắng hết mình để giúp cho Hoàng Gia Lai chiến thắng. Vậy thì mục tiêu của ngày mai thì trận đấu sắp tới thì đâu sẽ là những cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất của Quảng Ninh mà Việt sẽ phải lưu tâm? Đội bóng Quảng Ninh thì mình ở đó 3 năm nên mình cũng hiểu khá rõ là các cầu thủ từ Edison hay là Nguyễn Sinh Tú, Mạc Hồng Quân, Khải Huy, Nguyên Sa, đó là cầu thủ đã chơi với nhau lâu năm mà. Đồ ăn ý của và cái sự nghiễm rất nhiều lường trước được mà cố gắng là khắc chế được. Trong việc thì em ở Quảng Ninh một thời gian thì đâu là cái điểm mạnh nhất của Quảng Ninh, nếu không phải là những cá nhân thì nghĩ sao về cái tinh thần đoàn kết và đối chơi tập thể? Quảng Ninh có một cái tập thể rất là tốt, rất đoàn kết, anh em vào sân là động viên nhau mà đã. Thì cái tinh thần như anh đã biết là không có tiền, không thiếu tiền nữa rồi, nhưng mà vẫn thể hiện độ chuyên nghiệp và thi đấu hết mình thì mặc quần sắt áo. Cái thời mà khi mà Việt mới đến Quảng Ninh thì những người đồng đội mới như này thì người ta đồng đội mới giúp đỡ nhà giúp mình như thế. Mình may mắn một cái là có đầu tiên là có Nguyên Sa với lại Quách Tăng là người Đà Nẵng, là cũng là với quê hương ban đầu để tạo điều kiện giúp đỡ mình hòa nhập nhanh với đội. Thế còn với Hoàng Gia Lai thì cái việc có thể chia sẻ là cái khát khao của đội bóng như thế nào khi mà trước cái sau khi mà tập mỗi buổi tập kết thúc ấy thì huấn luyện viên Hoàng Gia Lai sắp thì đều cũng có phải là yêu cầu các cầu thủ ô cái khẩu hiệu Hoàng Gia Lai nó rất là to và rất là nhiều lần. Mình thấy điều đó rất tốt, nó tạo cho mình một cái gọi là cái tên Hoàng Gia Lai, nó ai cũng có khí thế máu để mà chiến đấu cho cái tên Hoàng Gia Lai. Cái từ lúc đầu cho đến lúc bây giờ là gần vòng 13 rồi thì ngoài cái sự chuyên nghiệp, ngoài cái sự gọi là tâm lý của huấn luyện viên Kỳ Sắc thì ở huấn luyện viên này thì còn điều gì mà Việt cảm thấy là đặc biệt hay là khác biệt so với những cái thời huấn luyện viên trước mà Việt từng làm kiểu cùng hay không? Mỗi người là đều có một cái triết lý, một cái hay riêng, và mình thì mình không so sánh về cái như ví dụ như Phan Thanh Hùng, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng hay là huấn luyện viên Kỳ Sắc, mỗi người đều có một cái hay riêng, một cái triết lý riêng. Hai cái đấy nó khác nhau. Theo Việt thì đâu là cái điều tạo nên thành công của Hoàng Gia Lai ở huấn luyện viên Kỳ Sắc cho đến thời điểm này? Theo mình nghĩ là Gia Lai là một cái tập thể chất lượng. Trước khi mình về thì mình cũng đã biết điều đó, mà cái huấn luyện viên Kỳ Sắc hay nhất là cái để gắn kết vào một cái đội đấy, vào một cái hệ thống mà có mục tiêu chung để chiến đấu cho cái điều đó. Hãy subscribe cho kênh.